mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ô tô này, đây là một chiếc xe ô tô 95 tốc độ đỉnh cao này các bạn ơi. Đó các bạn ơi, ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô địa hình nữa này các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô địa hình. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này, wow đẹp quá các bạn ơi. Ui đó đẳng cấp không. Ui đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 này các bạn ơi, ui xịn xò quá các bạn ạ. Đây là một chiếc máy cày ruộng này các bạn ơi, máy cày ruộng xịn quá. Đây là một chiếc máy cày ruộng này các bạn ơi, ui đó đây cũng là một chiếc máy cày ruộng này. Ôi hay chưa, hay chưa, ui các bạn ơi hay quá các bạn ạ. Ừ một chiếc ô tô pip pip, ui đây mình phát hiện ra một chiếc ô tô này. Ừ pip 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 pip. Ừ một chiếc xe cần cẩu, tìm thấy một chiếc xe cứu hỏa xe trộn bê tông này các bạn ơi. Ui pip 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 pip. Đây có một chiếc xe ô tô xe trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Pip 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 pip. Ui đây nữa mình lại tìm thấy một chiếc xe trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Đó pip 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 pip. Ui đây là xe trộn bê tông này. Ui ở đây mình có phát hiện ra có một chiếc xe này là một chiếc xe. Ui ở đây mình phát hiện ra có một chiếc đây là con cá này, con cá này. Ui đây có một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Ui máy xúc cát này. Ui ở đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi nữa này các bạn ơi. Đây mình xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Ui các bạn ơi ở đây có nhiều xe quá. Đây rồi mình giới thiệu với các bạn từng chiếc xe một nhá. Wow có nhiều xe quá các bạn ạ. Ui nào mình xem nào. Ô các bạn ơi đây mình phát hiện ra có mặt nạ của người sắt này, mặt nạ người sắt giải cứu thế giới này các bạn ơi. Ui đẳng cấp chưa này các bạn ơi. Ui đây là có một chiếc ô tô đổi đội trưởng Mỹ này các bạn ơi. Ui ở đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe nhá, xe cần cẩu, máy xúc, xe tải này, xe trộn bê tông kìa. Ui các bạn ơi ở đây mình phát hiện ra có cả xe cứu thương kìa, máy bay trực thăng kìa, ô xe tải này. Ô đây là một chiếc xe tải xịn sò này các bạn ơi. Ừ ui đẳng cấp chưa các bạn ơi, nào chưa, ui hay chưa, hay chưa. Ui các bạn ơi mình giới thiệu với các bạn đây là một chiếc xe cứu hộ nha, đây là một chiếc xe cứu hộ. Ui động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Ui hay chưa, nào mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe pit này, đây là một chiếc xe pit rất là đẹp này các bạn ơi. Ui động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Ừ các bạn ơi tiếp theo nào mình giới thiệu với các bạn, đây có rất là nhiều xe nha, đây là một chiếc xe cứu thương này các bạn ơi. Ui đó đây là một chiếc xe ô tô 95 tốc độ đỉnh cao này các bạn ơi. Ui đẳng cấp không, pip pip pip. Ừ đây là một chiếc xe ô tô tốc độ đỉnh cao này, chơi chuyện bằng sáu bánh này các bạn ơi. Ui bốc đầu luôn, một chiếc xe ô tô máy này các bạn ơi. Ở đây mình có thể ra đồng nó bỏ chúa siêu to khủng lồ với tôi này. Đây là đầu khủng long bỏ chúa siêu to khủng lồ này. Ui mà ui ở bên trong có rất là nhiều con khủng long này, mình xem nào, mình xem nào, mình xem nào. Ui có một con khủng long, wow khủng long này ngầu quá các bạn ạ. Đây khủng long này, khủng long đội mũ này các bạn ơi, khủng long đội mũ này. Ui khủng long cổ dài này các bạn ơi, wow khủng long. Ui nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, ở đây còn có cả xe này là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Ui một chiếc ô tô bay này các bạn ơi, đây là ô tô bay xịn sò này các bạn ơi. Ui đẳng cấp chưa, đẳng cấp chưa, wow ô tô bay. Ui hay chưa, hay chưa, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Mình đã phát hiện ra một cái gì ở đây rồi, để mình bới ra nào các bạn ơi. Wow tô khủng long các bạn ơi, đẹp quá các bạn ạ. Wow các bạn ơi đẹp quá, mình sẽ bóc những cái chiếc ô tô này ra cho các bạn xem nhá. Wow đẹp chưa các bạn ơi. Wow ôi các bạn ơi, đây này mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem này. Wow đây là một chiếc ô tô khủng long chở gỗ này các bạn ơi. Wow đẹp quá, màu xanh nhá các bạn nhá, đẹp chưa, đẹp chưa, mình sẽ để chiếc ô tô khủng long ở đây. Wow tiếp theo các bạn ơi, lại là một chiếc ô tô khủng long, đây là một chiếc ô tô khủng long để đựng đấy chở nhá các bạn ơi. Một chiếc ô tô khủng long tiếp này, có cần mút cần kéo đấy các bạn ơi, đẹp chưa các bạn ơi. Wow wow và đây cũng là một chiếc ô tô khủng long bồn nhá các bạn ơi, một chiếc ô tô khủng long trộn bê tông. Wow siêu đẹp các bạn ơi, wow đẹp quá các bạn ạ. Tiếp tục các bạn ơi, tiếp tục nào các bạn ơi. Wow đây lại là một chiếc máy xúc và một chiếc xe ben. Đây có một núi cát tiếp này các bạn ơi, mình sẽ múc ra xem ở trong núi cát này có gì nhé các bạn nhá. Lấy cần múc, múc nào các bạn ơi, múc chiếc, múc lên nào. Wow mình phát hiện ra có điều gì rồi các bạn ơi. Wow wow đây lại là một túi đồ chơi này các bạn ơi, một túi đồ chơi cũng hình các loại ô tô luôn, một túi đồ chơi công trình nhé các bạn ơi, để mình bóc ra cho các bạn xem nhá. Wow đẹp quá, đẹp quá các bạn ơi. Wow đẹp chưa, một túi mình xem nào. Wow đây các bạn ơi, mình cho các bạn xem nhá. Một chiếc ô tô cần cẩu này các bạn ơi, màu vàng này, màu đen, đẹp quá các bạn ơi, gồm có 4 bánh xe này. Wow rất là đẹp các bạn ạ. Wow mình sẽ để đây, mình sẽ múc ra cho bạn xem này. Wow một chiếc ô tô đẹp chưa. Wow tiếp theo một chiếc xe ben. Wow một chiếc xe ben màu đỏ này, mình sẽ múc cát từ chiếc ô tô này lên chiếc xe ben nhé các bạn ơi. Wow wow đổ xe rồi các bạn ơi, đổ xe rồi. Wow tiếp theo là một chiếc ô tô trộn bê tông, một chiếc ô tô trộn bê tông rất là đẹp này. Wow đẹp quá, các bạn nhìn thấy đẹp không? Wow rất là đẹp nhá. Và đây cũng là một chiếc xe kéo này, có cần kéo kéo này các bạn ơi, màu xanh này. Wow đẹp chưa, bốn bánh xe cũng là màu xanh và màu đen nhá. Wow rất là đẹp này.
Wow, bên cạnh là một chiếc ô tô trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Một chiếc ô tô bê tông hình con hổ rất là hung dữ. Wow, nó có 6 bánh xe các bạn nhá. Đây này, chỗ chạy bê tông này các bạn có thấy không? Chiếc bánh xe, wow, cần trộn bê tông rất là đẹp luôn. Wow, đẹp chưa? Wow, đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe ben nữa này các bạn này. Đây lại là một chiếc xe ben. Wow, hiện ra cái gì rồi các bạn ơi? Wow, đây là lại là một túi đồ chơi mới này các bạn. Một túi đồ chơi với rất là nhiều các ô tô này các bạn ơi. Mình sẽ mở chỗ túi đồ chơi này ra cho các bạn xem nhé. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Rồi, các bạn ơi, đây này. Wow, một chiếc cần cẩu này các bạn ơi. Một chiếc ô tô cần cẩu nhá. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Mình sẽ để đây. Wow, một chiếc ô tô cần cẩu. Một chiếc ô tô trộn bê tông. Wow, đẹp chưa các bạn ơi? Rất là xịn sò. Một chiếc, wow, đây là hai chiếc ô tô đều giống nhau này các bạn này. Hai chiếc ô tô ben nhá, hai chiếc ô tô ben bé này các bạn ơi. Wow, siêu đẹp luôn, màu vàng. Hai chiếc ô tô này hệt nhau luôn. Wow, đây là bộ đồ chơi rất là đẹp này. Ôi, xe máy cẩu này. Xe trộn bê tông này. Ở đây có rất là nhiều xe trộn bê tông này. Đây là một chiếc xe trộn bê tông này. Ui, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là xịn này các bạn ơi. Ui, các bạn thấy nhiều xe chưa? Đây cũng là một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu xanh nha, quá là xịn luôn. Ui, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu cam này. Ui, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông xịn sò và đẳng cấp này. Ui, các bạn ơi, hôm nay rất là nhiều xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ ấy các bạn ạ. To như thế này mới chở được nhiều bê tông ấy các bạn nha. À, các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông con hổ. Đây là có dâu nha. Ui, xoay bồn luôn, xoay bồn, xoay bồn. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông mini nhá. Hay, to chưa các bạn ơi? Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Ui đẹp quá này các bạn ơi. Ồ, xịn quá này các bạn. Ui các bạn ơi, tiếp theo nào. Pip 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 pip. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, ở đây có rất là nhiều ô tô này. Ô tô đồ chơi các bạn nhá. Ở đây có tàu thủy này, ô tô cảnh sát này. À, có cả xe cứu thương kìa. Ui, bây giờ mình sẽ chọn ra một chiếc xe để chơi nào các bạn ơi. Ở đây có rất là nhiều xe luôn. Một chiếc ô tô Lamborghini này. Đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini nha. Ui, rất là xịn luôn này các bạn ơi. Ui, đẹp quá này. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Đẳng cấp chưa? Ui, xịn chưa? Ui, wow. Ấy, đây là một chiếc xe ô tô biến hình thành robot nha các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chọn ra một chiếc xe đồ chơi xịn sò nhất để chơi đi các bạn ơi. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát nha. Đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là xịn sò đẳng cấp đấy các bạn ơi. Đây, mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc ô tô này. Đây là một chiếc xe ô tô rất là đẹp các bạn ơi. Ô tô người nhẹ nha. Ui, đó, một chiếc xe ô tô người nhẹ quá là xịn luôn này các bạn ơi. Quá là xịn và đẳng cấp luôn nha. Đây là một chiếc xe ô tô người nhẹ nha. Ui các bạn ơi, giới thiệu các bạn tiếp theo. Đây mình giới thiệu các bạn, đây có một chiếc xe cần cẩu hút cát, con nợn đẹp trai nha. Đây là con nợn này, xe máy xúc cát này các bạn. Đây có một chiếc máy bay, đây có một chiếc xe tải chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Đây là xe tải, đây là ô tô điều khiển. Ui các bạn ơi, ô tô điều khiển. Ui ui các bạn ơi, xịn quá xịn quá. Nào bắt đầu nào. Đây này, rất là nhiều xe ô tô điều khiển và xe tăng điều khiển từ xa này các bạn ơi. Và là xe đồ chơi xịn sò đẳng cấp đấy các bạn ạ. Ui các bạn ơi, tiếp theo nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn, đây có một chiếc xe máy xúc cát nha. Đây là xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này các bạn. À đây, đây có một chiếc xe đầu khủng long bảo chúa siêu to khổng lồ. Đây, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Ui đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây đó, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này. Wow. Đây, 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 đây có rất là nhiều xe nha. Đây có một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa nha. Ui, ở đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe, một chiếc xe bán tải này. Đây là một chiếc xe bán tải. Ui đẹp chưa các bạn ơi. Một chiếc xe bán tải. Ui, đây có một chiếc xe. Ui, bên này có rất là nhiều xe này các bạn ơi. Đây có một chiếc xe khủng long, à xe con hổ này. Đây là một chiếc xe con hổ rất là xịn này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe con hổ nha. Ui các bạn ơi, có rất là nhiều xe đồ chơi xịn sò đẳng cấp này. Đây có một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe chở thú ấy, các bạn ạ. Ui đây là một chiếc xe lăng hàng này các bạn ơi. Wow đẹp quá này các bạn ơi. Ô xịn chưa? Các bạn đánh ngầu chiếc xe này đẹp chưa này? Ui đó. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này các bạn ơi. Đó đẹp quá các bạn ơi. Ô đây là một chiếc xe xúc lạt này các bạn ơi. Ui thì xịn quá này. Nào bây giờ thì cùng mình đi tìm cái chiếc xe đồ chơi xịn sò nhất nào. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Ui đây là một chiếc xe. Ui con mèo. Đây là một chiếc xe pip 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 pip. Đây là một chiếc xe ô tô này các bạn ơi. Ui đẳng cấp nào. Đây là một chiếc xe địa hình luôn nha. Pip 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 pip. Ui đây là một chiếc xe mô tô này các bạn ơi. Ui ở đây có một thế giới bộ xe đồ chơi mới. Bây giờ thì cùng mình khám phá những chiếc xe đấy nha. Mình sẽ giới thiệu các bạn, đầu tiên là một bộ đồ chơi mới này. Có xe trộn bê tông, xe trộn bê tông, xe tải này, máy xúc cát này, đó xe cần cẩu này. Rồi bây giờ mình sẽ để sang bên này để mình tìm chiếc xe đồ chơi mới nhất để chơi các bạn nhá. Ở đây thì mình phát hiện ra rất là nhiều bộ đồ chơi mới. Đây là bộ đồ chơi súng bắn ra ô tô này, súng bắn ra ô tô này, súng bắn ra ô tô. Đó đẹp quá đẹp các bạn ơi. Đây đây có mặt nạ nha, mặt nạ của người sắt này. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Đây đó, mình phát hiện ra có rất là nhiều đồ chơi. Đây là bộ đồ chơi ô tô biến hình robot, robot biến hình ô tô ấy, toàn xịn sao luôn. Nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, ở đây có rất là nhiều bộ đồ chơi mới. Đây là bộ đồ chơi siêu nhân biến hình robot tầm kinh kiếm chiến đấu luôn này các bạn ơi, đẳng cấp luôn, xịn sao luôn. Ui đó các bạn đánh nhau, màu đen này, màu đen này, màu đen này, màu đỏ này, đó màu đỏ này, đó màu xanh này. Ui các bạn đánh nhau chưa, đẳng cấp chưa. Ui
Ừ, đây rồi, đây rồi, mình phát hiện ra ở đây có rất là nhiều đồ chơi mới nha. Đây mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn đựng bê tông, xe tải, xe cần cậu, máy xúc nha. Ui, các bạn đến nhiều xe đồ chơi chưa? Đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là mới, có cả xe mô tô nha, có cả xe cứu thương này, đó, có cả xe mô tô, xe cứu thương, xe cứu hỏa này, đó, xe cứu hỏa chữa cháy luôn kìa các bạn ơi. Ui, cái bộ đồ chơi này rất là mới và đẹp đấy các bạn ơi, quá xịn luôn đấy. Rồi bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây tiếp theo là một bộ đồ chơi mới nữa nha. Đây là bộ đồ chơi mặt nạ này, mặt nạ người nhện này, có khiên này, có cả người nhện kìa các bạn ơi, xịn xò luôn. Ui, ở đây mình phát hiện ra cái rất là nhiều đồ chơi mới này. Đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi thả gỗ nha. Bây giờ mình chơi con cho bạn đúng chưa, cái bộ đồ chơi này xịn xò đẳng cấp lắm các bạn ạ. Đấy các bạn đánh ngao chưa, múc nào múc nào múc nào. Ui, đây là cái miếng gỗ để chúng ta thả gỗ này các bạn ơi. Ô, các bạn đánh ngao chưa, wow. Đó, thả gỗ thả gỗ thả gỗ thả gỗ thả gỗ thả gỗ. Ui, các bạn đánh hay chưa, nào bây giờ thì cùng mình khám phá tiếp nào. Ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi robot biến hình thành ô tô biến hình robot rất là xịn này các bạn ơi. Ui, đẳng cấp quá các bạn ạ. Ui, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có cả máy bay, có cả xe cứu thương, có cả máy bay trực thăng, có cả ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, đó các bạn ơi, tiếp theo là một bộ đồ chơi xe công trình nha, có cả xe trộn bê tông, xe thang, xe tải, xe cứu hộ này, xe trộn bê tông này, đó, xe thang này, xe tải này, ô, xe cứu hộ kìa các bạn ơi, toàn là đồ chơi xịn đó nha. Đấy các bạn thấy nhiều đồ chơi chưa, đây các bộ đồ chơi có xe máy xúc này, xe trộn bê tông này, đây là xe trộn bê tông này, đó, xe trộn bê tông nha, đó, xe máy xúc này, ui, xe bồn này, đó, xe cứu hộ này, ô, các bạn thấy đẹp chưa nào. Ui, đẹp chưa, đẹp chưa. Nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, tiếp theo là bộ đồ chơi này quá là xịn này. Cái bộ đồ chơi có 4 chiếc ô tô cảnh sát này. Wow, đẹp quá này. Nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, tiếp theo là cái bộ đồ chơi này có cả cái bộ đồ chơi này rất là xịn nha, có cả robot này. Wow, đây này, đây này. Đây là một con đây là người sắt phiên bản nâng cấp xịn sò đẳng cấp này các bạn ơi. Đấy, người sắt phiên bản nâng cấp xịn sò nha. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, vui quá các bạn ơi. Nào bây giờ mình giới thiệu cho các bạn, ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi mới nữa nha. Nào bây giờ thì cùng mình khám phá xem, ở đây có bộ đồ chơi này, có cả robot biến hình này. Đấy, robot biến hình, xe bíp, đó, máy bay trực thăng này. Ui, các bạn đẹp chưa nào? Ui, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi có cả xe công tơ lơ, máy bay trực thăng này. Ui, xe đồ chơi Mỹ này, xe công đây là các bạn đánh nhiều bộ đồ chơi đẹp chưa? Ui, xịn sò chưa? Đó, đẳng cấp chưa? Ui các bạn ơi, hôm nay mình tìm được rất là nhiều bộ đồ chơi mới đấy. Nào bây giờ mình phát hiện ra đây có bộ đồ chơi có mấy con zombie này các bạn ơi, có mấy con zombie luôn nha. Ui xịn sao luôn, có cả zombie, có chuối zombie, có bí ngô kìa các bạn ơi, quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Nên mình tìm rất là nhiều xe đồ chơi xịn sò và đẳng cấp đấy. Ở đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe trộn bê tông, xe tải cần cầu này, xe tải xe cần cầu này. Ui đẹp quá các bạn ơi, ui xịn sò quá các bạn ơi. Ô, ok là mình đây nhá. Nào tiếp theo nào, đây rồi mình phát hiện ra ở đây có một con khủng long, có súng khủng long nha. Ui đẹp quá này các bạn ơi. Wow xịn quá này các bạn ơi. Ui đẳng cấp quá này các bạn ơi. Wow súng này. Ui trứng này. Ui các bạn ơi, tiếp theo nào, ở đây có xe dọn rác này, xe bồn chở xăng dầu này, xe tải chở rác này, xe bồn này, đó, xe cứu hỏa này, xe cứu hỏa. Ui cái bộ đồ chơi này rất là mới và đẹp đấy các bạn ơi. Đây các bạn ơi, có thấy mình có nhiều đồ chơi không? Đó, toàn là đồ chơi xịn sò đấy các bạn ơi. Ui cái bộ đồ chơi này có 4 chiếc ô tô là Lamborghini, có cả người nhện, có cả người sắt này. Ui các bạn ơi, ở bên này phát hiện ra cái bộ đồ chơi công trình này rất là xịn sò này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi công trình có cả xe trộn bê tông xịn sò này. Đấy, có cả xe máy xúc cát biến hình thành robot này các bạn ơi. Quá đã đột đẳng cấp và xịn sò bằng ngầu luôn. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi xe công trình, có cả xe dọn rác này, xe trộn bê tông này. Đó, xe cứu hộ này. Ui các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn ơi. Các bạn xem video của mình hay nhớ bấm nút đăng ký kênh, chia sẻ video cho mình nhé. Tôi xin chào các bạn ở video tiếp theo nhé. Tôi xin chào. Bye bye các bạn nhé. Các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe vận tải vận cẩu này, chiếc xe này chuyên đi cẩu rác và chở rác này. Ôi chiếc xe này xịn sò đẳng cấp quá các bạn ơi, mình rất là thích chiếc xe chuyên đi cần cẩu rác này luôn. Ui các bạn có thích chiếc xe này không nào? Ui các bạn ơi, đây có một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu nha. Wow, chiếc xe này chuyên đi chở xăng dầu cho các cây xăng đấy các bạn ơi. Ui tốc độ đỉnh cao luôn các bạn ạ. Đây xe bồn lại tìm thấy một chiếc xe dưới đây. Ui trên này mình phát hiện ra có một chiếc xe tải. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở ô tô ấy các bạn ạ. Chở hai chiếc ô tô luôn. Đây là xe tải chuyên đi chở đất này. Đây là một chiếc xe đen chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe tải đen này không? Ui màu xanh rất là xịn này. À đây mình phát hiện ra một chiếc xe cần cầu xúc cát cần dài. Đây là một chiếc xe cần cầu xúc cát cần dài rất là xịn này các bạn ơi. Ui ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe dọn rác nha. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác này các bạn ơi. À đây mình còn phát hiện ra đây có một chiếc xe tải đen chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Ồ các bạn thấy hay chưa? Ui đây là một chiếc xe tải đen cũng chuyên đi chở cát này các bạn. Xe trộn bê tông này. Ờ xe bồn trộn bê tông rất là đẹp, có cả xẻng xúc bê tông luôn. Chiếc xe này to đến chở được nhiều bê tông. Ui các bạn ơi, chiếc xe này to. Đây là xe bồn 3-4 chiếc xe bồn luôn đấy các bạn ạ. Đấy bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có chiếc xe đồ chơi gì xịn không nhá. À bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn ở đây từng chiếc xe máy này. Xe mô tô đua này các bạn ơi, đây có một chiếc xe máy cảnh sát giao thông này. Đây là một chiếc xe máy cảnh sát giao thông ấy nè. Ui, đây là một chiếc máy người nhện này. Ui đây cậu bé đạp xe đi học bốc đầu này. Ui, cậu bé đạp xe đi học đi chơi là oanh tốc độ đỉnh cao luôn. Ui. À hay quá. Nào đây có một chiếc xe mô tô cảnh sát này các bạn, xe mô tô đua này. Wow, xe trộn bê tông và xe cứu hỏa chữa cháy xoay 360 độ này các bạn ơi.
Ồ, các bạn có thích chiếc xe cứu hỏa này không? Đây, xe mô tô này rất là xịn này. Nào, bây giờ cùng mình đi ra vườn để tìm xe đồ chơi xịn đi. Rồi, ok, đây là một chiếc xe đây. Đây, đây, có điện thoại. Alo, 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 các bạn đang làm gì đây? Alo. Ờ, các bạn ơi, đây là một chiếc điện thoại bán nha. Đây là một chiếc xe cẩu chuyên đi xúc cát này. Uầy. Wow, các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe máy xúc cát này không? Wow, rất là đẹp. Đây là khẩu súng con châu chấu và khẩu súng bắn ga ô tô. Pum 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 pum. Wow, rất là vui nhộn luôn. Đây là một một chiếc xe ô tô của đội trưởng Mỹ. Đây đây có bộ đồ chơi xe công trình, có cả xe dọn rác, có xe trộn bê tông và xe lân hàng nha. Đây có một chiếc xe lân hàng rất là đẹp, rất là xịn lắm sao luôn đấy các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe này không? Wow, xe lân hàng quá là đẹp luôn. Đó, xịn quá các bạn ạ. Wow, trên bồn trộn bê tông này cũng rất là đẹp này. Wow. Đây có một chiếc xe cẩu khi đi xúc cát này. Wow, xe cẩu khi đi xúc cát này rất là đẹp nhá. Nào, bây giờ thì cùng mình đi tìm chiếc xe đồ chơi xịn sau lên đi các bạn nhá. Đấy, rau cải này. Đấy, em vừa rau này. Nào, mình đi thôi. Ui, ui, vừa đi mình đã tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi này các bạn ơi. Rất là nhiều xe đồ chơi luôn nhá. Đấy, đấy, các bạn thấy không nào. Đầu tiên là một chiếc xe lửa này. Một chiếc xe lửa nhá. Wow. Tiếp theo là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Hai chiếc xe lửa nhá. Wow. Ba chiếc xe lửa này các bạn ơi. Ô, bốn chiếc xe lửa này, ui đẹp quá các bạn ơi. Năm chiếc xe lửa nha, wow, đẹp quá các bạn. Ui, ở bên này mình còn tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi này các bạn ơi. Xe cẩu múc cát này, đấy, xe cẩu múc cát nha. Hai chiếc xe cẩu múc cát này, wow. Đấy, đây là xe pip này, pip 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 này. À, đây là xe trộn bê tông này các bạn ơi. Xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ơi. Wow. Đây là một chiếc xe Lamborghini này các bạn ơi. Đấy. À, đây là một chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao này các bạn ơi. Wow. Đẳng cấp chưa? Nào, cùng mình đi tìm tiếp nào. Ui, các bạn ơi, ui, ở bên này mình tìm thấy rất là nhiều xe nữa nha. Đây là một con thỏ ngồi trên cung trăng này. À, con thỏ ngồi trên cung trăng nha. Wow, xe cần cẩu móc khủng long bạo chúa. À, xe trộn bê tông này. Đây là xe trộn bê tông này. Wow, màu trắng đẹp chưa? Là một chiếc xe gì đây các bạn ơi? Ui. Xe container ấy à, xe container về chuyên đi chở hàng này các bạn ơi. Ui, động cơ mạnh nhờ, màu trắng tinh nhá. Ui, màu trắng đẹp, đẹp quá các bạn. Nào, ui, đẳng cấp quá các bạn ơi. Nào, tiếp theo nào. Tiếp theo cũng đây là cũng là một chiếc xe container xịn xò các bạn ạ. Ui, đẹp chưa? Ui, chiếc xe này màu xanh này các bạn ơi. Chiếc xe kia màu trắng này, chiếc xe này màu xanh xịn xò đẳng cấp này. Ui, nào chạy luôn nha. To ơi nè mọi người. Sư tổ khổng lồ. Ui. Wow. Quá đẳng cấp luôn đấy các bạn ơi.